là một năm chú xài 5 lần đó trời, cần gì phải vậy nha. Các bạn không có cần mà phải xài quá gì vậy nha, tốn tiền các bạn. Có người xài 4 lần, có người xài 5 lần, mà mình nghĩ một năm 3 lần là đủ rồi các bạn. Một năm 3 lần là đủ lắm rồi. Và xin chào các bạn. Thì hôm nay là mình đi cập nhật cho các bạn xem một cái vườn ở trong trong phạm vi tiếp tục. Nhưng mà thực ra là mình đi cập nhật cho thằng bạn mình á. Sẵn mình làm cái video này ngắn thôi các bạn, cho các bạn xem luôn. Thì thằng bạn mình nó lúc trước khi mà dịch nó bùng phát thì nó ở nhà nó chăm cái cây. Ở nhà chăm cái cây xong thì sau khi đó thì nó đi qua bạn mình đi qua bên Long nó làm rồi giờ nó kẹt bển luôn. Nó kẹt bển không về được. Thì bây giờ này cái vườn này nó giao lại cho chú nhà làm. Giao cho chú nhà làm. Nhưng mà các bạn biết không? Vườn nhiều lắm các bạn. Thật sự vườn rất là nhiều. Tại vì nhiều bờ lắm các bạn. Hủy bờ bên kia nữa kìa. Mua nguyên một lô này nè, thử bọn anh kia rồi qua lúc bọn anh kia luôn đó, mình chọn cái bờ chính giữa mình đi, mình quay tổng quan cho bạn mình xem luôn, sẵn các bạn tham khảo đó. Thấy các bạn thấy không, cây đó. Một lát mình ở đây, một lát mình qua bên kia mình quay luôn cho các bạn xem. Hiện tại cái đọt nó ra như thế này nè đó, những cây tơ đó các bạn. Bây giờ đọt nó ra như thế này nè, mình có cắm cây BH rồi các bạn, mình có cái rễ nó nè đó. Hiện tại bạn mình nó có nhà đó, mình cắm cây BH mình cho các bạn xem nè. Cái BH màu nãy mà nó mới mưa nha các bạn. Đây mình cho các bạn xem cái rễ cây nè các bạn nè, bạn thấy cái rễ trắng không? Cái rễ trắng nó lòi lên nè đó, đây giờ các bạn chứng tỏ cây nó ok rồi, nó khỏe rồi nè. Nó lấy hữu cơ của mình nó rải nè, nó tưới xong rồi rất là xốp các bạn nè. Bạn coi nè, cái rễ nè, rễ bự nữa ha. BH này á mình mới ghim xuống xíu à. Đây các bạn thấy nè, nó gần 6 rồi. Thì hôm trước sử dụng sản phẩm BH đất bên mình á, thì bây giờ là thằng bạn mình hỏi là bây giờ nên sử dụng lại không đó, thì bây giờ mình nói là đối với những cây tơ các bạn ha, đối với những cây tơ thì bây giờ các bạn sử dụng một năm 2 lần thôi là được rồi ha. Các bạn có điều kiện thì sử dụng 3 lần, còn nếu mà không ấy theo mình là sử dụng 2 lần thôi là được rồi các bạn. Dùng 2 lần thôi là đủ rồi các bạn, không có cần mà phải sử dụng quá. Còn những cái lúc nào mà mình cần làm trái á, này kia á, mình cần làm trái mà mình đóng cái NPK quá nhiều đó, các bạn cần giải độc đất á, thì các bạn nên sử dụng BH thêm một lần nữa sau khi mà các bạn lấy bắt lo là được rồi. Còn những cái lúc này thì các bạn không cần nữa ha, đỡ tốn tiền các bạn. Nói xong mình thì mình nói vậy đó, các bạn nào các bạn có làm việc với mình thì các bạn biết đó. Thì bây giờ là chỉ việc giữ rầy thôi các bạn. Hôm nay mình vô buổi là buổi chiều nữa rồi, mình không có thời gian đi là mình ấy, tại lúc này là mưa nữa. Thì bây giờ cho bạn mình nó thấy luôn. Bạn mình nó nói ông vô quay cho tôi câu chứ, không có về nhà được, người ta nó kẹt bên Vĩnh Long rồi. Thì bây giờ mình sẽ qua cái bờ bên kia ha các bạn, mình qua bờ bên kia. Đi một hai bờ đi ha. Rồi đây nè các bạn, đây là cái bờ thứ hai ha. Hồi nãy mình đứng bên đó, bây giờ mình qua bên đây. Mình cũng mới ghim cây BH xuống đây. BH này hiện tại mình mới ghim nè các bạn, nó mới 6.1, 6.2 vậy rồi. Hiện tại là nó ổn rồi, thì không cần phải sử dụng nữa. Thì sau mà 4 tháng mình sử dụng thì mình nghĩ là mình giãn ra đó các bạn. Cuối mùa mưa mình xài một lần nữa ha, là được rồi. Vườn này hình như là mới có một lần ở NPK các bạn. Nhẹ, rải nhẹ, không có rải quá nhiều đâu. Hôm nay là mình đi vô đây mình cập nhật thôi, còn vài bữa nữa là mình đi ở chỗ khác, một số nơi khác. Ở trong đây thì trồng chung với đu đủ mít nè. Thì chú cũng sắp sửa ăn xong rồi, ăn xong thì phá đu đủ ra thì sẽ trống hơn nhiều. Hiện tại nửa tháng trước thì dịch rỉ rất là nặng. Giữ cái cây gì thì cũng tạm được thôi các bạn. Chú ở nhà chú làm nhiều nhiều vườn quá thì cũng không có
không có thời gian mà chăm sóc hết được. Một số bạn hỏi mình là pH, tại vì một số khách hàng mình là ở đó là khách hàng của công ty thì gần khu vực mình thì mới chạy qua mình hỏi, chú có xài công ty vậy đó, mày có bán thì chú mua, gần mày thì chú mua luôn. Thì bây giờ một năm là chú xài bao nhiêu lần? Thường thường một năm chú xài, chú nói là một năm chú xài 5 lần đó, trời ơi, cần gì phải vậy? Các bạn không có cần mà phải xài quá gì vậy nha, tốn tiền các bạn. Có người xài 4 lần, có người xài 5 lần, mà mình nghĩ một năm 3 lần là đủ rồi các bạn, một năm 3 lần là đủ lắm rồi. Đó. Còn những cái cây nhỏ nhỏ như thế này nè, ở đầu mùa mưa các bạn làm cho mình, cuối mùa mưa làm cái này nữa là xong rồi các bạn, đủ pH á. Còn hung mít, mình nói luôn cái hung mít nè, cái hung mít Mỹ mình á. Đó, thấy giờ bạn thấy giờ nó ra tới chân nách nè. Thì bây giờ Tùng ơi, đây nè nghe Tùng. Đó, cái cây của ông rất là đẹp nghe Tùng. Cây rất đẹp. Cái hung mít Mỹ bên mình á thì những cái vườn như thế này các bạn. Các bạn thấy nó phát triển bình thường như thế này thì mình nghĩ là 60 ngày các bạn bón hung mít một lần nha, tưới hung mít một lần là đủ rồi. Các bạn không cần phải các bạn một số bạn hỏi một tháng các bạn rải được không, tưới được không, mà nó vẫn được bao rồi tưới vẫn được các bạn, chứ không phải là tưới không được đó, thì nhưng mà để mà tiết kiệm chi phí nhất thì các bạn sử dụng vừa phải thôi là được rồi. Như mình, theo mình, những cây tốc độ phát triển bình thường như thế này là 2 tháng, có thể là 2 tháng rưỡi bình thường đó các bạn. Còn các bạn mà muốn bón thêm để mà cho nó phát triển thêm hoặc cho nó đẹp hơn thì các bạn có thể bón dày một xíu ha, tưới dày chút xíu là được đó. Rồi bữa nay hứa với bạn mình là vô cập nhật xong thì xong rồi đó, thì cũng cho các bạn cũng thông tin cho các bạn một số vấn đề vậy đó, mình có thể là tiết kiệm được tới đâu thì các bạn tiết kiệm ha. Không thì mình nói luôn là không có pH đất thì các bạn không có pH đất thì các bạn vẫn chăm cây sầu riêng đẹp bình thường nha các bạn. Đó thì một số người không xài pH đất thì vẫn đẹp bình thường chứ đâu nói gì đâu, nhưng mà các bạn mà muốn mà tiết kiệm cái phân NPK đó ha, hoặc các bạn có thể muốn nâng pH bình vững thì các bạn nên sử dụng nha các bạn. Sau một cái thời gian mà mình canh tác từ xa xưa tới giờ thì đất nó đã thối hóa dần rồi, thì có cần một cái gì đó để mà nó giải độc đi, phục hồi đi. Bạn mình thì nó cũng đang xài đây, vườn này mình cập nhật thì nói chung là vườn nào có xài thì mình sẽ nói có xài, còn vườn nào không có xài thì vẫn đẹp thôi các bạn. Không phải là mình xài mới đẹp, không xài cũng đẹp vậy, nhưng mà bạn mình nó hiểu rõ, một số người rất là hiểu rõ về cái vấn đề mà cái đất nó quan trọng đó các bạn, thì họ lại chủ trương là họ xài, chủ trương là họ xài và họ không có, hầu như là họ hiểu đó, họ hiểu là họ xài. Một số người thì vẫn là quan điểm cũ thì họ nói là không có pH đất, thì mình cũng nói là một số nơi không xài pH đất vẫn tốt bình thường thì các bạn có thể nghe theo mình, không ép được ai hết nha. Thì cái nào tốt thì mình giới thiệu các bạn, thì các bạn không có thể có các bạn không cần phải mua của mình, mình nói rồi, các bạn không cần phải mua của mình, các bạn có thể mà điện về công ty mua ha các bạn. Đó. Các bạn có thể điện về công ty mua bình thường nha. Đó. Chứ không có cần mà phải mua qua mình. Đó. Đó. Thì hiện tại là pH là 6.5 rồi, đó, 6.4 rồi. Tốt rồi. pH này thì không cần phải sử dụng lại. Đó, như vậy đó. Ok ha các bạn. Rồi. Một số thông tin mình cập nhật cho các bạn ha. Đó. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha. Video cũng dài rồi.